Tôi xin trình báo về việc tôi bị mất trộm. Anh bị mất trộm gì? Đây xin mời anh viết vào đơn trình báo. Vâng. Anh Chiến trình báo với công an rằng mình bị mất một số tiền lớn trên đường tham gia giao thông. Chúng nó cậy được cái cốp ra. Đây, để cái vali tiền trong này, bây giờ không còn một cái gì nữa. Sau khi nhận được tin báo, công an thành phố lập tức tới hiện trường để điều tra sự việc. Từ những chứng cứ ít ỏi tại hiện trường, tổ điều tra phải mở rộng điều tra để thu thập thêm thông tin. Và một người bán nước ven đường đã cung cấp một thông tin quý giá. Tôi thấy anh lái xe, anh ấy đi vào trong ngân hàng. Còn cái cậu thanh niên thì cậu đứng ở chỗ kia kìa. Tôi thấy cái cậu thanh niên ấy, ngó ngó nghiêng nghiêng. Rồi cậu ấy rút điện thoại ra. Nó gọi này, nó nghe này, nhiều lắm. Sau khi xem trích xuất camera an ninh của ngân hàng, thời gian anh Chiến đến giao dịch, có một đối tượng liên tục theo dõi anh và gọi điện cho ai đó. Điều này trùng khớp với thông tin từ người đàn ông bán nước. Theo anh Chiến, ngoài số tiền mặt lớn, anh còn bị trộm mất một sợi dây chuyền vàng và một chiếc nhẫn cưới. Vì vậy, công an đã gửi thông báo tới các cửa hàng mua bán vàng trên địa bàn được biết. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát một số đối tượng cộng cán, khả nghi và vận động người dân tố giác tội phạm. Chào chị, nhận được tin báo của chị, hôm nay tôi đến gặp để làm việc. Vâng, mời anh. Bề ngoài của thanh niên này khá giống với người theo dõi anh Chiến tại ngân hàng. Tiếp đó, anh Chiến được mời đến giám định tài sản. Đây rồi. Đây vâng, tôi đây. Đây đúng là vàng của tôi, nhẫn cưới của tôi. Đây này, các tên của chồng tôi vâng. Ngày giả soát các đối tượng,
một mũi trinh sát đã phát hiện ra Hoàng Hữu Cao đang thuê một chung cư trong thành phố có ngoại hình giống với đối tượng trong camera an ninh. Cao hiện sống cùng với Lê Thủy Dương. Một trinh sát đã bám sát mọi hành tung của cặp đôi này. Cô cậu ấy mới chuyển đến đây hơn một tháng, lạc quê nhà chứ không phải chính chủ đâu. Ôi giời, đến đây hơn một tháng nhưng ai biết ai đâu, giờ giấc của họ linh tinh lắm, không sinh hoạt bình thường như chúng tôi đâu. Hình ảnh camera an ninh, ảnh chụp của trinh sát đều trùng khớp với nhận định về nhân vật theo dõi anh Chiến. Từ đó có thể khẳng định, Cao chính là một trong số những người liên quan đến vụ việc anh Chiến mất tiền. Kìa, anh ra quay xem có ai gọi cửa kìa. Anh đang bận nốt ván này đã, em ra đi xem anh. Anh ra đi, em rửa bát mà. Tôi là người cảnh giới, còn An và Kiên là hai người đặt định giữa lốp xe của anh Chiến ạ. Chúng tôi đang định đi trốn bị bắt. Các anh đã lấy tiền của anh Chiến như nào? Dạ, thưa. Anh ơi, xe anh làm sao đấy? Không hiểu được, hình như là xe nó bị hết hơi hay sao. Đâu, em xem nào. Đây này, cũng còn một tí hơi là rồi. Ôi trời ơi. Anh ơi, xe anh dẫm vào đây đinh này. Tao nào chả hết hơi. Rồi, anh để ý này. Đinh này, như thế này xe lại không thể đi được nữa. Đúng là đèn đủ, đang vội chứ. Rồi, nó thế đấy anh ạ. Đời được khi chẳng chịu chiều người đâu. Anh gọi cô nhé. Chán thật đấy anh ạ. Đời thật lắm người giàu, nhiều ô tô quá. Gọi cứu hộ mà máy nó cũng bận suốt. Thôi anh ơi, mãi nói chuyện của anh em muộn giờ mất rồi. Thôi anh đây cố gắng khắc phục nhé. Ngay sau đó, An và Kiên bị triệu tập. Quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã xác định đây chính là ổ nhóm đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp thời gian qua tại thành phố Mỹ Hà. Một đối tượng cuối cùng trong đường dây là Mai Hạnh Minh cũng bị bắt ngay sau khi trở lại Việt Nam từ nước ngoài.